kết luận 105 Này các tỷ kheo Ở đây có những sa môn hay bà la môn Chủ trương thường trú luận Chấp bản ngã và thế giới là thường trú Với bốn luận chấp Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân Là sự không biết, không thấy Sự cảm thọ của những sa môn hay bà la môn Là sự kích thích, dao động Xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối 106 Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương một phần thường chú luận, một phần vô thường luận. Chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình này và vô thường đối với một hạng hữu tình khác với bốn luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy sự cảm thọ của những sa môn hay bà la môn là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 107. Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương hữu biên vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên vô biên với bốn luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy sự cảm thọ của những sa môn hay bà la môn là sự kích thích dao động xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 108 Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương ngụy biện luận. Khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn với bốn luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những sa môn hay bà la môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 109. Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương vô nhân luận chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những sa môn hay bà la môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 110. Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với 18 luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những sa môn hay bà la môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 111. Này các tỷ kheo! Ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương hữu tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với 16 luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những sa môn hay bà la môn là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 112 này các tỷ kheo ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương vô tưởng luận sau khi chết chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám luận chấp chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân là sự không biết không thấy sự cảm thọ của những sa môn hay bà la môn là sự kích thích dao động xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối 113 Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương phi hữu tưởng, phi vô tưởng sau khi chết, chấp bản ngã phi hữu tưởng, phi vô tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những sa môn hay bà la môn là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 114. Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những sa môn hay bà la môn là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 115. Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương hiện tại niết bàn luận, chấp trước sự tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình với năm luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những sa môn hay bà la môn là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 116. Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với 44 luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những sa môn hay bà la môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 117. Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ, luận bàn về tương lai, luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ về quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với 62 luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những sa môn hay bà la môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 118 Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn, chủ trương thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới là thường trú, với bốn luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm của các căn. 119 Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương một phần thường chú luận một phần vô thường luận chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình này và vô thường đối với một hạng hữu tình khác với bốn luận chấp chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm của các căn một trăm hai mươi này các tỷ kheo ở đây có những sa môn hay bà la môn, chủ trương hữu biên vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên vô biên với bốn luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm của các căn. 121. Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn, chủ trương ngụy biện luận. Khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác dùng những lời ngụy biện, trườn uốn như con lươn với bốn luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi là do sự xúc chạm của các căn. 122. Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm của các căn. 123 Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với 18 luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm của các căn. 124 Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương hữu tưởng luận sau khi chết chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với 16 luận chấp chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm của các căn 125 này các tỷ kheo ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương vô tưởng luận sau khi chết Chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm của các căn. 126. Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương phi hữu tưởng, phi vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã phi hữu tường, phi vô tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc trạng của các căn. 127 Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn, chủ trương đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc trạng của các căn. 128 này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn, chủ trương hiện tại niết bàn luận, chấp trước sự tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình với năm luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm của các căn. 129 Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn luận bàn về tương lai chấp kiến về tương lai, y cứ về tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với 44 luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm của các căn. 130 Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ, luận bàn về tương lai, luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ về quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với 62 luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm của các căn. 131 Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương thường chú luận chấp bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luận chấp những vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên nếu không có sự xúc chạm 132 này các tỷ kheo ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương một phần thường chú luận một phần vô thường luận chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình này và vô thường đối với một hạng hữu tình khác với bốn luận chấp. Những vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên nếu không có sự xúc chạm. 133 Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương hữu biên vô biên luận chấp thế giới là hữu biên, vô biên với bốn luận chấp. Những vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên nếu không có sự xúc chạm. 134 Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương ngụy biện luận. Khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện, trườn uốn như con lươn với bốn luận chấp. Những vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên nếu không có sự xúc chạm. 135 Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn, chủ trương vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên nếu không có sự xúc chạm. 136 Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối sơ, y chỉ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với 18 luận chấp. Những vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên nếu không có sự xúc chạm. 137. Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn, chủ trương hữu tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã có tưởng sau khi chết, với 16 luận chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên nếu không có sự xúc chạm. 138. Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn, chủ trương vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên nếu không có sự xúc chạm. 139 Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương phi hữu tưởng, phi vô tưởng sau khi chết. Chấp bản ngã phi hữu tưởng, phi vô tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên nếu không có sự xúc chạm. 140 Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương đoạn diệt luận. Chấp trước sự đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp các vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên nếu không có sự xúc chạm. 141. Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn chủ trương hiện tại niết bàn luận, chấp trước sự tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình với năm luận chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên nếu không có sự xúc chạm. 142 Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với 44 luận chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên nếu không có sự xúc chạm. 143 Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ về quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với 62 luận chấp. Những vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên nếu không có sự xúc chạm. 144 này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn hay bà la môn, chủ trương thường chú luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luận chấp. Những sa môn bà la môn chủ trương một phần thường chú luận, một phần vô thường luận, vân vân. Những sa môn bà la môn chủ trương hữu biên vô biên luận, vân vân những sa môn bà la môn chủ trương ngụy biện luận vân vân những sa môn bà la môn chủ trương vô nhân luận vân vân những sa môn bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ vân vân những sa môn bà la môn chủ trương hữu tưởng luận sau khi chết vân vân những sa môn bà la môn chủ trương vô tưởng luận sau khi chết vân vân những sa môn, bà la môn chủ trương phi hữu tưởng, phi vô tưởng sau khi chết, vân vân. Những sa môn, bà la môn chủ trương đoạn diệt luận, vân vân. Những sa môn, bà la môn chủ trương hiện tại niết bàn luận, vân vân. Những sa môn, bà la môn luận bàn về tương lai, vân vân. Những sa môn, bà la môn luận bàn về quá khứ, tối sơ và tương lai chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ vào quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với 62 luận chấp. Tất cả những vị này có những cảm thọ, những chủ trương trên do sự xúc chạm qua sáu xúc xứ, do duyên những cảm thọ mà tham ái phát khởi, do duyên tham ái thủ phát khởi, do duyên thủ hữu phát khởi do duyên hữu sanh phát khởi do duyên sanh già chết sầu bi khổ ưu não phát khởi 145 này các tỷ kheo khi tỷ kheo như thật biết sự tập khởi sự diệt trừ vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi sáu xúc xứ vị ấy sẽ có một sự hiểu biết vượt ra ngoài những điều trên. 146 Này các tỷ kheo, có những sa môn hay bà la môn nào luận bàn về quá khứ tối sơ, hay luận bàn về tương lai, hay luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ vào quá khứ tối sơ và tương lai đề xướng nhiều sở kiến sai khác. Tất cả những vị này đều bị bao trùm bởi lưới của 62 luận chấp này. Dầu chúng nhảy vọt lên, chúng vẫn bị hạn cuộc bao phủ ở nơi đây. Này các tỷ kheo, cũng ví như người đánh cá lành nghề hay người học đánh cá vung lưới có mắt xít sao trên mặt hồ nước nhỏ. Người ấy nghĩ những con cá lớn ở trong hồ nước nhỏ này tất cả chúng đều bị bao phủ trong tấm lưới này dầu chúng có nhảy vọt lên chúng vẫn bị hạn cuộc bao phủ ở nơi đây cũng như vậy này các tỷ kheo những sa môn bà la môn nào luận bàn về quá khứ tối sơ hay luận bàn về tương lai hay luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ vào quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác. Tất cả những vị này đều bị bao phủ trong lưới của 62 luận chấp này. Dầu có nhảy vọt lên, những vị này vẫn bị hạn cuộc bao phủ ở nơi đây. 147 Này các tỷ kheo, thân của như lai còn tồn tại nhưng cái khiến đưa đến đời sống khác đã bị chấm dứt khi thân của như lai còn tồn tại thời chư thiên và loài người còn có thể thấy thân ấy khi thân hoại mạng chung thời chư thiên và loài người không thể thấy được này các tỷ kheo như nhánh có một chùm xoài bị chặt đứt tất cả trái xoài dính với nhánh ấy đều bị chung một số phận với nhánh kia. Cũng như vậy, này các tỷ kheo, thân của Như Lai còn tồn tại, nhưng cái khiến đưa đến một đời sống khác đã bị chặt đứt. Khi thân của Như Lai còn tồn tại, thời chư thiên và loài người có thể thấy thân ấy. Khi thân hoại mạng chung, thời chư thiên và loài người không thể thấy được. 148 khi nghe nói vậy đại đức ananda bạch đức thế tôn kỳ diệu thay bạch thế tôn hy hữu thay bạch thế tôn pháp môn này gọi là gì bạch thế tôn này ananda pháp môn này gọi là lợi võng hãy như vậy mà phụng trì gọi là pháp võng hãy như vậy mà phụng trì gọi là phạm võng hãy như vậy mà phụng trì. Gọi là kiến võng, hãy như vậy mà phụng trì. Gọi là vô thượng chiến thắng, hãy như vậy mà phụng trì. 149 Thế tôn thuyết như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời thế tôn dạy. Trong khi kinh này được tuyên thuyết, một ngàn thế giới đều rung động.